Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Đại đương gia người thua rồi, người phải đáp ứng ta một điều kiện. Được rồi, điều kiện gì ta cũng đáp ứng người, nhưng bây giờ có nhiều việc quan trọng hơn cho người. Chuyện này liên quan đến sinh tử của một thành, ở đây người là người thích hợp nhất. Dùng tốc độ nhanh nhất đi. Đi đem phong thư này giao đến trên tay của Trương Phi ở Sóc Phương Thành. Được. Đại đương gia, những lệnh bài này xử lý thế nào? Phái người đưa tới cho Hạo Giáp Quân. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất đả kích nhuệ khí kiêu ngạo của địch nhân. Tiểu đoàn Hạo Giáp Quân 97 thám báo trong một đêm bị giết sạch sẽ. Người gần nhất chỉ cách đại doanh có 50 bước. Thế mà các người lại chẳng có một chút phản ứng nào. Nếu như đêm qua bọn chúng muốn giết ta, chỉ sợ là đầu của lão tử đã bị cắt mất rồi. Sao ta lại phải nuôi đám phế vật các ngươi? Sao ta lại phái đám nuôi đám phế vật các ngươi? Điếc mù các ngươi cơ chứ? Thành chủ đại nhân, chủ soái Lục Lạc phát ra hiệu lệnh. Sáng mai phát động tổng tiến công. Để chúng ta làm quân tiên phong kháng trận. Bọn họ từ cánh nấp thế, từ cánh nấp thế sừng phối hợp tác chiến. Được, chuẩn bị chiến đấu. Hôm nay ta muốn công phá Cáp Mô Quần, chặt đầu của Trình Đại Lôi xuống làm bồn tiểu. Hạo Giáp Quân 2 vạn. Mấy vạn quân đội tập trung ở Bình Nguyên Ẩm Mã Pha. Tinh kỳ như mây, chống trận vang trời. Cáp Mô Quần 1 vạn. Đây là chiến trường của mấy vạn đại quân. Chỉ riêng phương trận bộ binh thôi đã có mấy chục cái. Hạo Giáp Quân tất thắng. Hạo Giáp tất thắng. Đệ nhất quân. Tiền bộ quân binh kết thành phương trận. Tất thắng, tất thắng. Đệ tam quân bài trận. Địa thế như vậy, Cáp Mô Quân một khi bại lui, phía sau chính là đại quân, chính là Đại Hà Cầm Xuyên. Chỉ cần Nương Châu quân lấy thế sừng góc từ phía nam vào chiến trường, phá tan quân trận của Cáp Mô, trận này sẽ ổn thôi. Chẳng lẽ Trình Đại Lôi muốn tử chiến đến cùng? Không giống, hắn chủ động chọn nơi này làm chiến trường chính, cũng không phải là bị ép. Chuyện có khác thường tất có bẫy. Trình Đại Lôi chỉ sợ có át chủ bài lớn hơn nữa. Không sao, lần này chúng ta chỉ là làm tiên phong kháng trận. Chủ lực thực sự là 10 vạn đại quân của Lương Châu. Cáp Mô trại nhân số ít, nhưng mà quân dung nghiêm túc, thân mặc chiến giáp. Chúng ta lấy ưu thế về nhân số thay phiên nhân mã tiến công. Đại đương gia ra lệnh đi. Bình tĩnh một chút, chớ nóng nảy. Loại quân trận chính diện huyết chiến này là song phương người tình nguyện mới có thể xảy ra. Trước tiên chờ bọn chúng công trước, dẫn dụ bọn chúng vào sân. Đại chiến mấy vạn người muốn đánh thì phải đem bọn chúng đánh cho đầu rơi máu chảy, thương gân động cốt mới được. Truyền lệnh chư tướng chuẩn bị tấn công. Hãm trận doanh dẫn đầu xuất kích. Kỵ binh bố trí tả hữu dực lực lược trận. Thành chủ của Hạo Giáp Thành tuy rằng sinh lòng có chút nghi hoặc, nhưng mà vẫn kiên quyết hạ lệnh. Đến rồi, chuẩn bị chiến đấu. Mãn Tự Quân làm tiên phong, trước tiên lấy trọng giáp binh chống lại phương trận bộ binh. Quan Ngư Lê Hoa, kỵ binh cánh vào. Mạt tướng lĩnh mệnh. Hãm trận danh dẫn đầu tiến công đều là do lão binh tinh dũng nhất tạo thành. Trang bị ăn mặc đều là tốt nhất. Giết. Trong lòng của bọn họ có lẽ còn cất bạt bán mạng lóng hổi. Lấy thế xung phong chỉ tiến không nổi. Ý chí hãm trận hữu tử vô sinh.
Lam Tự Quân chuẩn bị cầm kiếm, lâng khiền. Mọi người vì thiên hạ lê dân. Nghĩa của một tấc vuông trong ngực. Lấy lực giết địch đi. Rõ, hiệu lực cho đại đương gia. Hai bên như hai dòng nước lũ chạm vào nhau ở trên bình nguyên. Đám người giao nhau tiếng kêu thảm thiết, tiếng la hét vang vọng khắp vùng bình nguyên. Giết! Cố thủ phòng tuyến, nâng khiên lên, trường binh tiếp tục tiến lên, trợ giúp cho trọng giáp quân tiền tuyến. Giết! Đao kiếm vung vẩy, máu thịt bay tứ tung. Xa lân chiến thuật, đội 1 rút lui, luân phiên, đội 2 lên. Một đốc chiến đội hạo giáp quân, chém chết trọng giáp binh giả trọng thưởng, nồi nại đội đốc chiến chém. Từng lớp binh sĩ như là sóng biển, không ngừng đánh thẳng vào, trọng giáp binh như là tảng đá ngầm.